thì hoặc là anh sờ máy này đang rung hay là máy chạy này, anh hiểu không? Anh sờ máy nó không rung, máy không chạy đây, anh xả đây thì anh xả đây, anh hiểu không? Mỗi lần xả nó chạy khoảng 3 lít. Rồi rồi thì anh cứ trung bình khoảng 40 phút anh xả một lần. À anh bỏ 5 lần, thế là 6 lần rồi nhé. Sau 6 lần này anh nhìn dùng. Vâng. Đây là lần đầu khi lắp máy là phải như vậy hả? Đúng không? Nó thanh với quả lọc đi. Chờ anh bật rồi đúng không? Dạ. Chờ bật chưa? Bây giờ đúng vào gần đây. Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay nhà mình mới vừa bắt cái máy lọc nước Kangaroo quý vị nghe. Thì mình có một cái review về hàng Kangaroo này. Vì hôm nay là mình thấy cái máy nó tốt, rồi nó đẹp. Rồi thì anh nhân viên này là anh lắp ráp là nhiệt tình quá. Thật sự mình rất cảm kích nhân viên của Kangaroo Việt Nam tại Đà Nẵng. Cho nên mình khuyên mọi người là dùng cái máy Kangaroo này. Cái hiệu Kangaroo này quý vị. Máy lọc nước hiệu Kangaroo thì nó có rất là nhiều cái model tùy theo cái túi tiền của quý vị, nhưng nhà tôi dùng tầm cái này là cái model mới ra, nó là gì anh? HG 100 à? HU. À nó HU 100 quý vị. 100 HU. Thì đây là model mới nhất khuyên dùng và nó có đặc tính là lọc nước hydrogen là cái công đoạn cuối cùng có lợi cho sức khỏe, đó là điều tất yếu của cuộc sống đó. Thì cái máy này là nó khá là nặng, nó có 5 loại tất cả. Và cái đặc biệt là nó hoàn toàn là đồ cơ, cho nên là mình tin tưởng hơn là những cái đồ điện tử. Đó là lý do vì sao mình mua cái máy này. Thì máy này nó có kích thước vừa, còn nó nhỏ hơn so với những cái model máy trước. Chính vì vậy mà mình chọn nó phù hợp với những cái diện tích nhà nó nhỏ như nhà của mình ấy. Đấy. Thì dịch vụ giao hàng của Kangaroo Việt Nam tại Đà Nẵng rất là nhanh, mình chỉ mới đặt trưa nay thôi, nhưng tầm 2 giờ thì anh thờ đã anh đã mang đến đó, anh này mang đến và anh làm cho mình, anh hỗ trợ cho mình sửa chữa một số cái thiết bị nước bếp quanh đây trước khi anh lắp đặt, nó trông rất là gọn gàng sạch sẽ. Rồi vừa rồi anh cũng hướng dẫn cho mình thêm một số cái sử dụng đấy, rồi khởi tạo khởi động lúc đầu đấy đó, thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Anh có thể chia sẻ thêm hoặc hướng dẫn thêm, có gì hướng dẫn thêm cho gia đình nữa không? Về cái vòi chẳng hạn, cách dùng cái vòi chẳng hạn, để anh nói sao? Còn vòi thì mình cứ vặn ngang là mở đấy. Đâu, anh nói cái vòi. Vòi thì mình vặn ngang là mở. Vặn ngang là dọc mở. Dọc là đóng. Rồi, dọc thì cái đầu tiên là mình sẽ bỏ đi 6 bình đầu tiên. Rồi. Trung bình khoảng 40 phút bình thì mình thao tác của mình xả trên này. Xả cho nước nó chảy thoải mái. Đấy, xả cho nó chảy khoảng bình này chứa 3 lít thì xả khoảng 3 lít thì nó hết thì mình đóng lại. Ok. Cho chảy khoảng 40 phút xong mình xả tiếp. Mình làm 6 lần thế là mình nhận. Rồi. Như thế mình mới dùng được. Đấy. Đúng không? Máy móc thì mình lắp đảm bảo này. Còn cái thời hạn thay lõi thì nó cho chi tiết trong quyển hướng dẫn. Ok. Thay lõi thì cái này là phụ thuộc vào kỹ thuật rồi. Riêng tôi thấy để mà review về cái máy này, tôi thấy dây giờ đều tốt này, rồi làm rất là cẩn thận bài bản này, cho dù nó dài cỡ nào thì cũng đủ dây để làm hết. Bây giờ sẽ đưa máy vào. Đó, máy nó vào cái khu này, mặc dù là diện tích nhỏ nhưng mà cũng phù hợp nha. Rồi ổn định trong ổn định gọn gàng. Nó chiếm diện tích nhỏ lắm quý vị ơi. Nhà tôi nhỏ mà cái này vào nó có thừa rộng rãi. Đó, rồi anh kỹ thuật này anh làm rất là nhiệt tình này. Gọn gàng nhiệt tình này. Đó rồi.
Bây giờ để tôi kiểm tra lại đây coi. Đó, có vẻ hợp lý rồi, điện đài có sẵn trong cái dẫn này rồi, hợp lý quá. Như vậy tôi thấy ở đây là ngay có cái chỗ, cái dây nguồn cung này, cũng dây mới này. Đó. Máy Kangaroo là sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam hay sao nhỉ? Vâng, tuy mua lên máy nhưng mua lên là sản xuất ở Việt Nam. À, mua lên là sản xuất. Như mua lên 100HP nhập khẩu Trung Quốc. À. Như 110 nhập khẩu Đài Loan. Rồi. Hiện tại thì Việt Nam hai nhà máy, một ở trong thành phố Hồ Chí Minh và một ngoài Hưng Yên. À, ok. Như Quỳnh Yên. À, như vậy là văn phòng của Kangaroo hiện tại là tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, quý vị. Đúng. Quý vị ơi, bây giờ là có một cái điều mà khiến chúng tôi khá hài lòng thêm nữa là cái quà tặng này. Quà tặng khi chúng tôi mua là bên Kangaroo tại Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng là có tặng tặng một cái nồi inox. Nồi inox Italia. Sản xuất tại Italia. Rất dày, nặng luôn. Rất dày, cực dày, cực nặng luôn. Bự chắc. Cái này chắc nấu suốt đời của hai vợ chồng nữa đây. À, nó có sản xuất có chứng này, nó có sản xuất tại Italia này. Made in Italy. Đó. Cái này giá trên thị trường nó là gần triệu. Gần triệu bạc luôn à. Cái giá này, cái nồi này gần triệu bạc. Quá hợp lý. Quà tặng bất ngờ. Mình được 2 năm bảo hành máy. À, máy này 2 năm bảo hành rồi đấy. Vâng. Ồ, hay quá. Còn có vấn đề gì thì anh gọi lên số tổng đài được tư vấn hỗ trợ miễn phí. À, có tổng đài trả lời bất cứ giờ nào chứ hả? Bất cứ giờ nào. Ờ, bất cứ giờ nào. 1900 555 566. 1900 555 566. Ở quyền bảo hành nó cũng có. Ờ. Trong quyền bảo hành đây á thì mình sẽ, gia đình mình sẽ đọc cụ thể hơn nha. Ok, vậy là cái máy lọc nước hiệu Kangaroo của mình đã được lắp đặt xong. Bây giờ máy đang chạy khởi động. Chúng tôi chờ một thời gian nữa. Không cần đâu. Sau 6 lần. Máy tính chứ không vào. Đây là sản phẩm mà gia đình chúng tôi chờ đợi bấy lâu nay, ước mơ bấy lâu nay thì hôm nay lắp đặt và rất là hài lòng ban đầu với cái chất lượng dịch vụ với là nhân viên của Kangaroo Việt Nam. Dạ, chúng tôi cũng có ngay cái phiếu bảo hành đây rồi quý vị, có phiếu bảo hành sẵn sàng ở đây, bảo hành điện tử luôn. Rồi là có. Như vậy là chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Xin quý vị đăng ký cho kênh của chúng tôi, rồi giới thiệu bạn bè cùng xem kênh chúng tôi sẽ phát hành nhiều cái video đẹp và thú vị nữa. Xin chân thành cảm ơn, chào mừng quý vị nghe, Dương Đình Hữu xin bye bye quý vị.